Cuộc đời kỳ bí và rùng rợn của cặp song sinh bí ẩn nhất thế giới. Một người muốn sống bình thường thì người kia phải chết. Ngày 11 tháng 4 năm 1963, cặp chị em song sinh Jun và Jennifer Gibbons được chào đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ. Giống như nhiều cặp song sinh khác, ở họ có một sợi dây liên kết vô hình, nhưng càng ngày cả hai càng có những biểu hiện lạ. Từ nhỏ, hai chị em chỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng ngôn ngữ không ai hiểu được, hay thậm chí là bằng ánh mắt. Họ gần như không nói chuyện với ai, kể cả bố mẹ, vì vậy mà họ được mệnh danh là cặp song sinh trầm lặng. Đến tuổi tới trường, hai cô bé cũng tách biệt với mọi người nhưng vẫn có thể đọc sách trôi chảy. Vì là da màu của mình, cặp đôi còn thường xuyên bị chế giễu và bắt nạt nên cuối cùng phải xin nghỉ học. Hai chị em vẫn luôn cười đùa vui vẻ khi ở cạnh nhau, nhưng chỉ khi có người khác xuất hiện, chúng lập tức im bặt. Chúng còn bày nhau chơi những trò chơi kỳ lạ như là nghi lễ quyết định ai sẽ là người thức dậy trước, ai là người được thở trước. Tuy tỏ ra quấn quýt yêu thương nhau là thế, nhưng thực ra đôi khi hai chị em lại tìm cách hãm hại lẫn nhau. Jennifer đã từng dùng dây điện giết cổ Jun, và Jun cũng đã từng cố dìm chết Jennifer ở bên bờ sông. Năm 14 tuổi, bố mẹ đã đưa hai chị em đi khám tâm lý, nhưng chẳng ai có thể giúp cặp đôi mở lời với người khác cả. Bố mẹ đành phải gửi hai con tới hai trường nội trú khác nhau, nhưng kết quả thu về chỉ là cả hai càng thu mình hơn. Chẳng còn cách nào khác, gia đình phải đưa hai con về nhà. Vài năm sau, cặp song sinh tự nhốt mình trong phòng riêng, tuyệt giao luôn với bố mẹ. Mặc dù không giao tiếp nhiều, nhưng hai chị em Jun và Jennifer lại có năng khiếu và đam mê viết văn. Họ còn bắt đầu viết chuyện riêng, nhưng với nội dung kỳ quái, tất cả đều bị từ chối bởi các tòa soạn. Điều này càng khiến cho cặp đôi chị em chán nản hơn. Tháng 5 năm 1983, hai người bị bắt vì tội phóng hỏa và được chuyển đến một bệnh viện tâm thần. Họ ở đây trong suốt 14 năm và đã cố tự tử nhiều lần. Cho tới một ngày, trong đầu chúng xuất hiện ý nghĩ. Chỉ khi nào một trong hai chị em chết đi thì người kia mới có cơ hội được sống bình thường. Và bắt đầu tin vào điều đó. Jennifer phát hiện ra rằng, khi cô ở gần Jun, nhịp tim của cô tăng dữ dội, còn khi ở xa thì lại trở về bình thường. Không biết liệu điều đó có phải lý do không, nhưng người được chọn để chết chính là cô em Jennifer. Vậy là Jennifer đã ra đi vì đau tim khi đang ngủ trong lòng Jun, vào cái lúc hai người đang trên đường chuyển bệnh viện. Người ta không tìm thấy bất cứ chất độc nào trong người cô. Đến nay, cái chết bí ẩn này vẫn chưa có lời giải đáp. Kỳ lạ thay, sau cái chết của em gái, bệnh tâm thần của Jun bắt đầu thuyên giảm và dần tương tác được với mọi người. Jun còn lấy chồng và sinh con. Hiện nay, cô đang sống ở phía tây xứ Wales cùng gia đình và thường xuyên viếng mộ em.